Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình nhận tất cả các gói trong game. Anh em có nhu cầu nạp thì đường dẫn liên kết mình để ở mô tả của kênh hoặc là mô tả của video ấy. Anh em ấn vào đấy, mình có ghim các đường dẫn đấy. Anh em liên hệ với mình qua đường nào cũng được, Zalo, Facebook. Đấy, Zalo, Facebook xong rồi chụp ảnh gói anh em cần nạp rồi mình sẽ báo giá. Thế nhá. Chờ chút mình làm mấy nhiệm vụ bên ngoài đã rồi vào đánh Aina nhá. Đây, luyện giành nốt con speaker này anh em. Con này là mình luyện được 2 hôm rồi đấy. Cứ dùng hai máy đánh nhau qua lại ấy, là cũng nhanh phết, cứ 3 tiếng đánh một lần là 3 tiếng là được 18 kill. Là một ngày mình đánh tầm 6 lần, 6 nhân 18 là bằng bao nhiêu anh em? Cũng khoảng tầm 100 kill ấy nhỉ, hơn 100 kill. Khoảng tầm 3 4 ngày là mắc danh. Ôi hóng con này lên 3 sao lắm anh em ạ. Thôi, đi vào đánh để mình xem nhiệm vụ xếp hình nữa. Vào đánh chút Battle League nhá. Về lại đây để mình cho anh em xem quả hôm qua mình đánh được quả đam hơi bị đẹp. Ôi đây rồi anh em ơi. Trời ơi, mẹ mày cuối cùng cũng làm được một quả rồi. Đây nhá, để chậm chậm tí cho anh em nhìn. Quả về 600 máu này. Trời ơi, 1.306.000 là cũng đỉnh rồi nhá anh em nhỉ. Mẹ cả ngày hôm nay mới canh được một phát đấy. Anh em xem chưa, mẹ quả vừa rồi hôm qua đấy, buổi trong buổi live hôm qua đấy. Mình vừa chèn vào cho mọi người xem ấy. Mẹ đỉnh nhờ. Mẹ cả một ngày ngồi chầu trực mãi mới được một phát như vậy đấy. Kể ra máu nó còn 600 là cũng hơi nhiều nhưng mà thôi. Thế là cũng đỉnh rồi. Lên mẹ mấy con lên LV cao này khó căn lắm. Con này mình còn tầm khoảng 180 kill nữa là mắc danh anh em ạ. Trong mà con này thì lên 5 sao rồi, với lại cứ đánh tà tà thôi, cứ cho nó vào đánh Battle League thôi. Khi nào mắc danh thì mắc, chứ bây giờ cũng không quan tâm nữa lắm. Nhưng mà mình mà lên con nào 5 sao ấy thì là phải mắc luôn danh, chứ không là khó chịu lắm. Như ngày trước mình chơi game thế, ngày trước cái đợt mà chưa bình luận ấy, con nào mà mình chơi ấy, mình mắc danh nhá, cho đi tập thể dục rồi mới làm video 5 sao cho anh em xem. Chứ không có những cái trường hợp là như bây giờ đâu. Toàn rồng thì toàn nham nhở, chưa cả mắc danh đã nâng lên 5 sao. Làm cái kiểu bây giờ mình là còn lười. Chứ ngày xưa mà để chuẩn bị cho một con rồng 5 sao là muốn nó phải ưng ý hoàn hảo tất cả ấy. Mọi thứ nó mắc hết rồi thì mình làm video test sức mạnh cho mọi người xem một cách kỹ càng nhất ấy. Kể ra con này đam to nha anh em nhỉ. Con này đam to hơn cả bọn Heroic. Có tội chiêu hơi cùi thôi, nhưng mà cũng là ổn rồi. Đam to máu trâu. Nói chung là mấy ông cày chay là nên đầu tư. Như trước đua Heroic Marathon con này cũng dễ, vì con này đợt đấy nó không mạnh nên là ít người đua ấy anh em. Chứ như chuẩn bị mấy hôm nữa ấy, mà Marathon con Heroic Kama ấy, mẹ đảm bảo với công là chúng nó đua, mẹ mới đua một cách triệt để luôn. Nên là anh em nào rảnh thì chuẩn bị trước đi. Thứ nhất là ít ngủ, thứ hai là chuẩn bị game ít nhất là muốn được top 1 thì cũng phải tầm láp 40, 30, 40 gì đó. Chứ mấy ông mà đừng hy vọng top 15 nhá, lên láp 15 là có top 1 nhá. Không có đâu nhá. Còn trừ khi anh em là được sắp vào cái bảng mà nó dễ chơi ấy, cái bảng mà toàn những người nghỉ game rồi ấy, thì mình đua thoải mái. Nhưng mà điều kiện của cái đua Heroic Marathon là bắt buộc phải top 15, phải láp 15. Láp 15 và top 1 thì mới có rồng. Còn thằng nào cũng lên láp 15 rồi thì thằng nào láp cao hơn thằng đấy có rồng nha anh em nhé. Còn ví dụ là mình lên láp 50 ấy, thì gọi thì là mình có hai con rồng luôn đấy.
Anh em mà lên lab 50 là có, là sợ là được một con rồng nhá, xong hết sự kiện đua Helix lại được một con rồng nữa là hai con. Vì cái mùa đua marathon con Corrupted mùa trước ấy là được, là có thằng được hai con rồi, nên mà mình nhìn thấy rồi, nhìn thấy có thằng được hai con rồi. Nó lên lát 50 nó được một con hardcore nhá, xong rồi hết sự kiện nó được thêm một con nữa là nó có hai con. Mẹ đi cái coin này mất thời gian thật, nên là mình tua x4 lên đây anh em ạ, thời gian tua x4 lên cho nó nhanh. Mà test mấy giường 240 game đen quá, vẫn chỉ nhận được có 3 game thôi. Nhưng mà lên cái đi chìa khóa mấy con này này, đi xong là mình tính là mình có tầm 18 ống Helix hay là 16 ống Helix ấy, thế là cũng ổn rồi. 16 ống Helix là được tầm hơn 100 mảnh rồi còn gì nữa. Hôm qua cũng xếp hình, hôm qua live hơi bị lâu anh em ạ. Hôm qua live đến tận 12 giờ hơn. 12 giờ hơn mà hôm qua mở được cái dương Titan ra được một quả trứng là ngon rồi. Trong đêm qua mình lại ngồi mình chơi nốt 300 lượt nữa. Thế là bây giờ cũng gần lấy được quả trứng Titan rồi anh em ạ. Chắc tầm đến ngày mai, video trưa mai là mình lấy được quả trứng Titan. Là hết sự kiện xếp hình lần này là có marathon đấy anh em. Là hôm nay là đến khoảng tầm còn một ngày rưỡi nữa là đến marathon. Rồi, bút tháp vào đánh Aena đi. Đây, hôm nay sẽ đánh đấy. Đánh Berserker cũng ngon anh em ạ. Ui mẹ, mình test thử rồi. Con Berserker danh này đam nó to vãi trưởng luôn. Chờ mấy trận sau đi, trận này gặp Kama hơi khó chịu. Công nhận dòng Berserker cắt 9 là cũng ổn áp phết đấy. Nói chung là mảnh đấy cũng bây giờ là cũng dễ chơi đấy. Anh em nào mà cần mảnh ấy, lên trên mấy hội nhóm mà xin mảnh và chơi mảnh về. Mấy ông cày chay mà dùng mấy con đấy, mấy con cắt 9 ấy đam to khủng khiếp luôn. Mẹ nó cứ giết một mạng là đam nó khủng long bạo chúa luôn. Mẹ nó lại block kìa. Con Ambi với con Healing anh em ạ. Nhưng mà Ambi danh này là nó bá chủ nhất rồi. Hầu như danh này có con nào khác hệ của nó đâu. Xong máu nó còn vừa trâu nữa chứ. Xong rồi đi theo một con hồi sinh, xong rồi con Ascend hồi máu của mình cũng được búp hai hệ nữa anh em. Để mà nói về nếu mà đánh để mà nắm chắc phần thắng thì mình chỉ có lôi team này ra mà thắng, chả sợ bố con thằng nào cả. Và muốn đánh thay đổi đội hình cho anh em xem thôi, lại gặp cái thằng này thôi skip đi. Team này dễ ăn. Mùa bát sắp tới rồi anh em ạ. Mà hôm nay mình tính từ mấy hôm mà có thông tin của con cái gì Wild Berserker nó ra ấy, đã có tầm phải 70 anh em rồi. Mình đã lưu danh sách 70 người đặt cọc rồi. Đặt cọc là 70 người, trong đấy là có tầm khoảng hơn 40 người đã chuyển khoản cho mình rồi nhá. Chuyển khoản đặt cọc trước ấy, để ra phát là mình nạp luôn. Ưu tiên nạp luôn slot ấy. Đã có tầm 3-40 suất rồi. Anh em công nhận từ ngày bình luận anh em ủng hộ nhiệt tình thật. Kiểu như mọi người nghĩ ấy, là đã có cái kênh YouTube như này ấy, thì chắc chả ai đi lừa đảo thôi. Nên là mọi người không suy nghĩ gì hết, cứ alo cho mình chuyển khoản, xin số tài khoản mình chuyển khoản luôn để nào. Thật là lừa đảo thì lừa đảo có nhiều chứ lừa đảo gì. Mấy cái đồng mà để nạp bát của anh em này làm gì, trong khi đấy kênh mình như này lại lừa đảo được mấy đồng xong mất uy tín thì sau còn ai xem nữa. Đấy,
Ôi mẹ, thằng này Ambi nó lắp full máu hay sao mà nó lên gần 600k máu. Lại gặp Ambi với cái đội này. Đếch mẹ đi. Đánh này thua đấy. Thôi đội này ổn, đội này ổn. Chắc là cho... đợi trận sau đi. Đợi trận sau cho con Berserker vào. Con Berserker hôm nọ mình búp tháp lên mình thử đánh cái chiêu, cái skill của nó mà khi mà nó giết được hai mạng, anh em biết nó nhảy lên bao nhiêu đam không? Chưa khắc hệ mà nó nhảy lên 508k đam. Đỉnh thật, mạnh cắt 9 mà đam to như cổ bố thằng ăn mày. Ồ, block nhiều thế nhỉ? Mẹ mấy hôm nay cứ có mấy cái thằng nó mình nó nhắn tin cho mình. Nó hỏi nó nạp pass thì không sao, mẹ xong nó nạp xong nó cứ hỏi kiểu là anh nạp kiểu gì mà rẻ vậy? Xong rồi anh nạp kiểu giờ anh nạp như thế này thì có lời lãi được đồng nào không? Xong mẹ mình nó mình đã tránh mình không muốn nói thì nó lại càng hỏi thêm, mẹ chẳng lẽ lại chửi. Đùa mẹ, mấy ông mẹ trẻ con suốt ngày đi họ thích hỏi cái chuyện thu nhập của người khác, thích hỏi về cái chuyện là kiếm được bao nhiêu, thích hỏi cái chuyện là làm cái gì, làm cái này làm cái nọ lãi được bao nhiêu tiền. Mẹ tôi chả hiểu công nghĩ gì mà công suốt ngày đi hỏi cái đấy, mà hỏi cái đấy làm đéo gì cơ, nó có được cái ích lợi gì cho mình không, cứ đi chút ngày đi hỏi mấy chuyện riêng tư, sợ không chịu mấy bố mẹ. Đáo hiểu chuyện riêng tư của người ta có cái gì mà công tò mò vậy. Mẹ đây gặp người mà nói sự, gặp người khác thì ta chửi cho chứ, nên là tém tém lại thôi nhá. Đừng bớt bớt những câu hỏi, bạn ngớ ngẩn đi dùng tôi cái. Tập trung vào lo kiếm tiền mà cho cái nick mình nó khủng lên thôi. Nick mình thì đéo quan tâm, cuộc sống của mình thì đéo quan tâm. Chứ nick đi quan tâm về cuộc sống của người khác thôi. Tôi đến lạy các bố luôn đấy. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi ăn học. Con cái lên mạng cứ đi hỏi về việc của người khác. Rảnh như vậy thì mẹ đi làm từ thiện đi, lo cho cuộc sống người khác đi. Đây, thôi không nói về mấy thằng đấy nữa. Mình vừa cho con Berserker vào đây, anh em nhìn thấy nó đam, chuẩn bị nhìn nó đam to chưa. Cái skill primal của nó ấy, vừa rồi chưa được búp cái gì cả, chỉ mỗi búp tháp thôi mà đánh đã 200k máu rồi. Bây giờ đã giết một mạng nhá, là nó 210k. Đỉnh không? Mấy con này đam to thật đấy. Con Berserker này thì anh em nên lắp cho nó full máu. Full máu, full liềm thì nó mạnh. Rồi rồi, con Berserker của mình mắc sức mạnh đây anh em nhìn nhá. Anh em nhìn quả này, con Berserker là mắc sức mạnh rồi. Xong còn được búp hệ lá 50% này. Đánh thử chiêu lá nhá. Hai trăm tám mươi ba k mẹ đỉnh chưa, dùng tiếp skill đặc biệt 499k mẹ, nó đánh thế thì dòng nào chịu nổi. Công nhận dòng Berserker mẹ khi đã giết được một mạng thì nó là cái gì đấy mẹ, hơi bị đỉnh cao ấy. Đây là dòng Berserker, anh em cứ mẹ mình lắp cho nó full máu mà để nó trụ càng lâu càng tốt, vì đam thì con Berserker, dòng Berserker là nó mạnh sẵn rồi nên lắp đam mà nó thì cũng quá thừa, vì cái số đam mà nó đánh ấy đã đủ kết liễu một con rồng rồi, nên là anh em chỉ phải lắp full máu cho nó chống chọi được càng nhiều, nó chống chọi được càng nhiều phát đánh của kẻ địch càng tốt. Xong rồi mình lôi theo một con hồi máu đi cùng để nó cứ hết máu là mình lại búp cho nó. Kể ra cái con Daryl này cũng phế thật anh em ạ. Mà mình sai lầm khi ngày trước lên nó, vì cứ nghĩ trong collection này là sẽ mạnh, mà cuối cùng mẹ còn không cả ngon bằng cái con Negan.
Đây, giết hai mạng là mắc đam rồi, mắc binh rồi anh em. À đâu, mới giết một mạng nhỉ? Lúc đấy còn Asen nó giết mẹ con hồi sinh rồi. Giết một đam, giết một mạng thôi nhá, mà máu nó cũng mà đam nó cũng tăng cao đáng kể rồi. Team đây là team này thì không tính tiền mà. Và con cùi bắp bạn đánh kiểu gì cho thắng. Ambi và Long phát này hoành gần 600k đam. Chết mẹ con rồng rồi còn gì nữa. Anh em nhìn thấy lượng đam con Berserker cát 9 chưa? Mà đỉnh thật. Con Berserker mà Berserker mà Helix sắp tới anh em, nó mà giết một mạng là nó búp cho cả team tăng sức mạnh ấy. Thì khẳng định với anh em luôn, mình sẽ lên 3 con 5 sao luôn. Còn nếu nó giết một mạng nó chỉ búp sức mạnh cho một mình nó ấy, thì mình chỉ lên một con thôi. Đúng một con thôi. Vì bây giờ một trận đánh chỉ có 3 con rồng thôi mà. Mình giết, mình chơi hai con thì nó không phát huy được sức mạnh của nó. Lắm rồi, nếu mà thừa mảnh thì lên tầm 2 con thôi, chứ không lên nhiều. Mình dồn tài nguyên mà lên cho con 2 spy ấy. Cái dòng mới ra ấy, sau này nó ra 2 cắt 9. À nó sau này nó ra 2, nó ra Helix ấy. Để mình dồn hết tài nguyên vào đấy, nó ra phát là làm 3 con rồi. Dòng đấy với bá. Còn cái dòng vua, cái dòng hai vua thì là dòng hỗ trợ, chắc là làm 2 con được, 2 con thôi. Còn riêng cái dòng, cái tộc dòng mới này nha, mà nó ra Helix ấy, mình chắc chắn sẽ làm 3 con. Chuẩn bị là đua Helix Marathon anh em. Nó lại có cái quest của con Kama ấy, quest của con Master Kama lên 5 sao ấy. Thì kiểu gì mình chẳng kiếm được mấy trăm off-heroic ở trong đấy. Nói chung là những người mà nạp Elite Pass ấy, kiếm off-heroic dễ lắm. Tầm khoảng tầm 1-2 mùa, 2-3 mùa, tầm khoảng 70 ngày là kiếm được 2.000 off-heroic. Nên là mình không lo thiếu off-heroic, mình chỉ bây giờ chỉ lo là thiếu off-legend thôi. Mà legend bây giờ mua rẻ rồi. Chắc là cái tộc spy này anh em, mình sẽ lên 3 con. À quên, mình cái tộc spy cắt 9 này, cứ con nào ra là mình lên 5 sao con đó. Thì tộc này mình thấy cũng khá ổn. Nên là thôi, lên 5 sao là sau này cũng sử dụng được trong Aina. Như tộc plasma trước thì mình chịu. Nó mới ra thôi nhìn đã thấy mẹ chối rồi. Muốn gọi là sưu tập summon cho nó đủ mộ thôi. Nên là anh em thấy đây, trong dòng plasma các 9 ấy, mình chả lên con nào cả. Nên là cứ con nào mạnh thì mình lên 5 sao, mà không thì chỉ gọi là summon là sưu tập thôi. Ở đây cho thử Hermit với Daryl vào đây. Con Hermit danh này nó boost 50% là đam to phết ấy, hồi máu cũng được nhiều. Mình nhớ là hôm qua mình test thử nó hồi máu một lần được dao động từ 180-200k một lần hồi máu. Đây bây giờ test nhá, vừa được búp chiêu lá vừa được búp tháp này, hồi 200k máu đấy, chuẩn luôn. Tối nay không biết mình có nên like không nhỉ? Vì tối nay like thì lượt xếp hình cũng chưa đủ để mà lấy quả trứng Titan anh em ạ. Mà lượt xếp hình mình chơi hết rồi. Mà nên tối nay like thì không biết có cái gì để mà lại chắc lại đánh Aina. Hoặc là cùng lắm đi đánh chìa khóa đấy anh em ạ.
chìa khóa. Mình đang có cái nhiệm vụ trong 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 pass là nó bắt đánh 30 tầng của con của cái chìa khóa giải cứu 30 lần đấy. Thì chắc tối lên live là giải cứu một con Legend là đủ luôn, là xong luôn nhiệm vụ. Nên là hôm nay mình cũng chưa biết được, vì mình trước mình đã bảo rồi, cứ tầm cách 1-2 ngày mình like một lần thôi, chứ không like nhiều. Thì biết ngay mà, hôm qua cũng có một thằng comment nó kêu là từ ngày anh like nên là em không xem video của anh nữa luôn. Thế nên là bây giờ mình sẽ like ít, trừ khi hôm nào ở nhà kiểu rảnh rỗi quá thì bật like lên thôi. Chứ mình cũng nghĩ từ lâu rồi, cứ like tình hình mà cứ like nhiều thế này thì chúng nó sẽ không xem video của mình. Thế là thôi, mình cũng tém tém lại, không like nhiều nữa, ép cho chúng nó phải xem video. Bà mẹ thằng nào không xem video xong cứ vào livestream để hỏi mẹ mấy ông ban luôn. Úi dồi, Ambi blocking thế nhở. Trận này mà mẹ sẽ thua lắm anh em ạ. Chết mẹ rồi, nó đánh mình hai phát là bị lỡ một cái hồi sinh luôn này. Con Ami của mình đang đầy máu, hồi sinh quả phí quá. Mà nó block thì toàn đấy anh em ạ. Đủ trận này như kiểu mẹ mày Ambi nó cân 3 luôn đấy chứ. Anh em kinh chưa, bà block qua lại này, chưa cả cần con Ascen hồi máu luôn, mẹ một mình con Ambi của mình nó cân 3 con Kama luôn. Rồi chắc là hết rồi đấy, xa nhận cái dương này thôi. Còn tối mình chưa biết like hay không nhá, chả hứa trước gì với anh em đâu. Ok thôi, bye bye anh em nhá, hẹn gặp mọi người trong các video tiếp theo. Anh em nếu mà cần nạp thì cứ đường link bên dưới nhá, nhắn tin cho mình.